Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà đẹp An Hao. Và nhà đẹp em An Hao hôm nay lại xin chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 mà mình đang làm cho khách hàng. Nó lên phương án trước để cho các bạn Hà bạn ấy xem. Với diện tích công năng như bạn Hà bạn yêu cầu là chiều rộng đất, chiều rộng xây nhà thì là 8m nhân với 17m. Công năng gồm có là 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và có khu vệ sinh và khu để phơi đồ các bạn nhé. Cái đất nhà bạn ấy rất là rộng nhưng mà diện tích xây thì chúng ta chỉ xây trong phạm vi đủ sử dụng thôi. Thì đây mình đã bố trí xong cái công năng của nhà bạn Hà, thì các bạn cũng có thể xem. Ở phía cuối thì mình sẽ đi kích thước chi tiết, tức là mình sẽ đo kích thước chi tiết của kích thước của từng phòng và tổng của nhà này. Thì trước tiên thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để khi có video mới nhất thì các bạn có thể xem được các cái mẫu nhà để các bạn có thể tham khảo. Nếu như mà phù hợp với các bạn thì các bạn có thể làm theo. Thì nếu như bạn cần bản vẽ chi tiết để thi công thì các bạn cứ hãy liên hệ với mình, thì mình sẽ làm vẽ chi tiết cho các bạn với cái chi phí rất là ưu đãi nhé các bạn nhé. Thì quay trở lại với mẫu nhà này thì như các bạn thấy đây là phần 3D tổng quan của ngôi nhà này. Đó. Thì bên mình đều làm khi làm thì đều ra các cái video rất là chi tiết để cho các bạn xem đấy. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể lên trên kênh mẫu nhà đẹp này đấy. Mẫu nhà đẹp này thì các bạn có thể xem để các bạn tham khảo các cái mẫu nhà mà mình đã làm đấy. Ngoài ra thì cũng có cái chi tiết về thi công thì các bạn có thể thêm để các bạn biết được cách làm để theo các bạn theo dõi và các thợ làm cho đúng như chưa. Đó. Thì quay trở lại mẫu nhà này thì các bạn có thể thấy là với cái diện tích đất rất là rộng rãi và thì mình đã bố trí một ngôi nhà nó rất là thoáng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên các bạn nhé. Thì như các bạn thấy đây là công năng của ngôi nhà này. Phòng khách ở ngay đầu tiên lối vào trước cửa chính có 4 cánh. Đó, chúng ta sẽ có một cái sảnh hè để lên nhà. Đó, bậc tam cấp. Trước cửa nhà và xung quanh chúng ta trồng cây và trồng hoa để giúp cho ngôi nhà được xanh mát các bạn nhé. Đó, thì phòng khách thì chúng ta có một phòng khách rất là rộng rãi ở đây. Đó, được bố trí bàn ghế sofa ở vị trí này. Đó. Đó, tiếp theo là khu vực bên này thì chúng ta sẽ có một khu vực bếp. Đó, đây là khu vực này chúng ta sẽ bố trí cái kệ tivi ở đây. Đó. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái quầy nấu ăn, quầy bar và bếp, khu bếp. Ở phía sau thì chúng ta có một cái khu gọi là giặt đồ. Đó, thì chỗ này chúng ta ở khu sảnh bếp thì chúng ta sẽ có một lối vào nhỏ các bạn nhé. Thì chúng ta đi bằng cái lối hành lang này. Đó, chúng ta đi vào đây. Chúng ta vào khu bếp này để thì chúng ta sẽ giả sử như chúng ta ra ngoài vườn hoặc là chúng ta đi chợ về chúng ta sẽ đi từ lối này chứ không đi qua phòng khách nữa các bạn nhé. Đó. Thì cách bố trí như vậy thì giúp cho chúng ta có nhiều cái không gian, chúng ta nhiều để cho đi lại cho nó thuận tiện các bạn nhé. Đó, thì đến khu phòng ngủ thì trước đi phòng ngủ chúng ta sẽ bên này chúng ta sẽ có một cái phòng thờ ở đây. Đó, phòng thờ này chúng ta sẽ bố trí khoảng 10m² các bạn nhé. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ có 3 cái phòng ngủ với diện tích tổng khoảng 12m² một phòng. Chúng ta nhu cầu của gia chủ thì chỉ cần một phòng vệ sinh thôi, thì nên là mình sẽ bố trí một cái phòng vệ sinh ở phía sau này. Đấy, thì có phòng vệ sinh thì đầy đủ hết là có chậu rửa, xí bệt và khu tắm. Thì cách bố trí phòng tắm như này thì giúp cho các bạn có phòng vệ sinh nó luôn được khô ráo và sạch sẽ các bạn nhé, không bị ướt nó tràn ra ngoài này. Thì ngoài ra chúng ta đều có cửa sổ mở ra các phía ngoài để giúp cho các phòng vệ sinh được khô ráo và thông thoáng. Ở cái phòng giặt này thì chúng ta sẽ bố trí một cái máy giặt ở đây. Gia chủ không muốn mở cửa ra phía sau thì mình không mở cửa. Còn nếu chúng ta có nhu cầu muốn mở cửa ra phía sau thì chúng ta sẽ mở lệch ra tránh cái vị trí và cái lối đi vào nó sẽ có cái cửa phía sau này, nó sẽ làm thoát hậu các bạn nhé. Thì tiền của vào nhà nó sẽ bị thất thoát. Thế nên chúng ta tránh cái vấn đề phong thủy như vậy. Đó, đây là cách bố trí một ngôi nhà rất là rộng rãi và thoáng đãng như thế này. Thì với diện tích thì mình sẽ đo cho các bạn thấy. Ở đây là con vàng của nó đây. Thì mình đo cho các bạn thấy này. Đấy. Đó là 18m chiều dài các bạn nhé. 18m chiều dài và rộng hết đất là 8m. Đó. Thì chúng ta có một cái không gian nhà rất là rộng rãi.
À, phòng ngủ phía trong này thì mình, để mình đo cho các bạn thấy nè. Phòng ngủ phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái phòng 4, chiều rộng 4 mét này. Đó, khoảng 15 mét vuông các bạn nhé. 15 mét vuông phòng rất là rộng rãi và thoáng đãng rồi các bạn. Và nếu như các bạn cần cái khu vệ sinh phía sau này, chúng ta có thể cho một cái phòng master ở đây, và phía sau này chúng ta sẽ biến thành một cái phòng vệ sinh chung. Đó, đây là công năng mình bố trí trong ngôi nhà này. Thì nếu như các bạn cần bản vẽ chi tiết hoặc là làm cái một cái phương án nhà của các bạn thì hãy liên hệ với bên mình. Bên mình sẽ làm cho các bạn một cái phương án nhà. À, rất mong được các bạn ủng hộ bằng cách là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.